Thưa quý vị, mới đây, cố đô Huế đã đưa vào khai thác tuyến đi bộ Thượng Thành để du khách có thể ngắm nhìn di sản từ trên cao với một trải nghiệm hết sức đặc biệt, giúp mọi người quan sát được không gian toàn cảnh và rộng mở hơn về Đại Nội Huế. Có thể thấy đây là hướng đi đúng nhằm phát huy giá trị di sản và níu chân du khách ở lại với vùng đất cố đô. Tuyến đi bộ Thượng Thành dài hơn 800 mét từ eo bầu Nam Thắng, cửa Quảng Đức đến eo bầu Nam Sương ở cửa Ngăn. Từ trên cao, mọi người có thể ngắm nhìn Đại Nội, kỳ đài và nhiều trải nghiệm đặc biệt. Bước chân qua ô gạch rêu phong khiến cho di sản, thiên nhiên và con người được kết nối gần với nhau hơn. Thì cái việc mà lần đầu tiên mở cửa mà để cho dân chúng đi lên xem những cái này á, thì thực ra là nó có một cái để cho mình có một cái niềm tự hào về Vân Dầu. Thứ nhất là như thế, thứ hai là mình cũng có cái nhìn về lịch sử nó rõ ràng hơn. Thứ nhất là được giải thích và được tận mắt xem cái tường thành này. Mặc dù là một người Huế nhưng mà lần đầu tiên em được đặt chân lên con đường này và trải nghiệm hôm nay thì giúp ích rất nhiều cho cái việc học tập lịch sử của bọn em. Nó giúp cho bọn em tìm hiểu được sâu hơn. Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ di dời chỉnh trang toàn bộ khu vực tường thành, đưa vào khai thác tuyến đi bộ với chiều dài khoảng 10 km. Thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tái hiện hoạt cảnh binh lính tuần tra, bảo vệ kinh thành, trưng bày di sản tại khu vực này. Không phải mình làm cái gì ghê gớm hết, chỉ có chỉnh trang lại, bổ sung lại, thổi hồn vào. Đấy. Và làm sao mà kết nối được toàn bộ cái hệ thống Thượng Thành, eo bầu. Sau khi được dọn dẹp, thì mình sẽ có thể là kể cả đi xe đạp, đúng không? Không phải đi bộ nữa mà đi xe đạp, rồi là dạo chơi, ngồi ngắm cảnh. Đấy, có đầy đủ các thiết chế như vậy. Tuyến đi bộ trên Thượng Thành nhận được sự đánh giá tích cực từ người dân. Đây là hướng đi đúng nhằm phát huy giá trị di sản, nếu chân khách du lịch ở lại với vùng đất cố đô lâu hơn.